Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe MPV 7 chỗ ngồi nhập khẩu nguyên chiếc số tự động quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Mitsubishi Xpander phiên bản số tự động. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, đăng ký tên tư nhân và chiếc xe cũng đã lăn bánh được hơn 6 vạn km rồi quý vị và các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 489 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm. Với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị các bạn nhé. Chắc quý vị và các bạn cũng đã biết rồi, ở Mitsubishi Xpander nó có những phiên bản là phiên bản số sàn, phiên bản số tự động. Thì ở 2019 này nó chỉ có phiên bản số sàn và số tự động thôi. Còn những đời cao hơn nó sẽ có nhiều phân khúc khác, ví dụ như phân khúc Premium hoặc phân khúc là Cross các bạn nhé. Đấy thì chiếc xe này ở cái phiên bản số tự động lăn bánh hơn 6 vạn km rồi. Màu nâu cà phê các bạn nhé, rất là đẹp luôn đây này. La răng đúc mặt phay rất là đẹp rồi này. Đèn pha bi xenon này. Đấy, nhìn về cái phần đầu bạn nhá, rất đẹp. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn là chiếc xe này thì cũng đã được chủ xe độ thêm rất là nhiều đồ, từ màn hình Android, camera lùi đủ hết cả rồi các bạn nhá. Xe thì cũng đã được trang bị sẵn khóa thông minh, đèn nổ start top, gương chiếu hậu gập điện tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, la răng đúc mặt phay các bạn nhá. Lốp rất đẹp luôn, cả dàn lốp rất là đẹp này. Tất cả đều rất là đẹp, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu các bạn nhé. Màn hình Android, camera lùi rồi này, đủ rồi này. Đấy, chưa có bị xước sát gì cả. Chiếc xe được sản xuất năm 2019 các bạn nhé. La răng cũng chưa có xước sát khi nào, rất mới luôn ạ. Cả dàn lốp đều rất mới luôn các bạn nhé. Đấy, dàn lốp đã được lên một dàn lốp Michelin rất là mới rồi này. Rất là đẹp rồi các bạn nhé. Quý vị và các bạn nào mà sở hữu chiếc xe này thì về cũng chỉ việc sang tên, bấm biển mới, vì chiếc xe này là chúng tôi đã rút hồ sơ rồi. Tất cả bây giờ những chiếc xe mua về là chúng tôi đều phải rút hồ sơ hết nhá. Về chỉ việc bấm biển mới thôi. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Toàn bộ về phần ngoại thất rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về phần nội thất của chiếc xe này. Toàn bộ từ keo chỉ này, táp bi cánh cửa này, táp lô này, đều rất là mới này. Vô lăng cần số này, tay phanh đều rất là đẹp luôn. Đấy, màn hình Android mà chủ xe đã lắp thêm rồi này. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây, 6.9 các bạn nhá. Đấy, vô lăng rất là đẹp luôn này, vô lăng tích hợp các phím điều khiển này, cruise control, kiểm soát hành trình hay còn gọi là ga tự động đấy ạ. Đấy, rất đẹp luôn, toàn bộ những cái phần trần này cũng còn nguyên nỉ này, chưa bọc trần. Đấy, nội thất ghế da, bậc cửa đã ốp bậc cửa rồi này. Đấy, nội thất màu kem rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nhá. Chưa có bị đâm đụng gì cả, toàn bộ nội thất rất là mới. Từ táp bi này cho đến nội thất hàng ghế sau đây đều rất là mới luôn này. Ốp bậc cửa rồi này, sàn này đều rất là đẹp luôn. Nội thất màu kem này là rất là sang các bạn nhé. Cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi phía sau được thiết kế ở trên trần. Đấy, nội thất hàng ghế sau đây rất là đẹp luôn. Vẫn còn nguyên gấu bông chủ xe này, vẫn còn nguyên gấu bông luôn. Đấy, nội thất rất đẹp như này đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2019, tính ra là cũng đã bắt đầu sang thứ năm sử dụng rồi ạ. Thứ năm rồi đấy, mà rất mới, rất đẹp như này đây ạ. Táp bi cánh cửa, hàng ghế ngồi phía sau đấy, đều đẹp như này đây ạ. Đều mới như này đây ạ. Đây chắc là sách hướng dẫn này. Nội thất đẹp luôn.
đẹp và đều xe các bạn ạ. Ốp bậc cửa chống xước này, sàn cũng còn rất là đẹp luôn các bạn nhé. 2019 giá thì rất là hợp lý rồi các bạn ạ. Chưa đến 500 thì quý vị và các bạn có ngay một chiếc xe 7 chỗ số tự động này, khóa thông minh, bấm tay để mở cửa, bấm tay cả bên phụ luôn các bạn nhé. Từ táp bi cánh cửa này đến bậc cửa này nhìn rất là đẹp này. Táp lô này, vô lăng, cần số, tay phanh này đều rất đẹp luôn các bạn ạ. Toàn bộ về phần ngoại thất và nội thất đều rất là đẹp rồi. Sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Mitsubishi cũng đã trang bị cho chiếc Xpander 2019 này là một cái khối động cơ xăng với dung tích 1.5 lít kết hợp với hộp số tự động các bạn nhé. Đây, và đặc biệt ở cái động cơ này là còn nguyên bản này. Từ ốc chân máy này, tất cả là đều nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn. Chiếc xe này thì chúng tôi cũng đã vừa mới dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ đi rồi các bạn ạ. Đấy, đều rất là đẹp luôn này. Ốc cabo này đều rất là mới luôn các bạn nhé. Cụm phanh ABS này, cabo zin này, chưa có bị đâm, chưa có bị va gì cả các bạn nhé. Đấy, đều rất là đẹp luôn các bạn ạ. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Mitsubishi Xpander số tự động sản xuất năm 2019 này các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chúng tôi đang bán với giá là 489 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Chúng tôi vẫn hỗ trợ trả góp cho quý vị và các bạn. Vì vậy mà quý vị và các bạn chỉ việc thanh toán trước 30% giá trị của xe thôi. Số tiền còn lại là 70% thì quý vị và các bạn có thể thanh toán trong vòng 5 năm với lãi suất rất ưu đãi, thủ tục thì nhanh chóng và rất đơn giản quý vị và các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Mitsubishi Xpander 2019 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Mitsubishi Xpander này ạ. Và khoa học cũng đã chứng minh rồi, những người nào mà hay hát một mình trong nhà tắm thì là những người rất là yêu đời. Những người nào mà đang xem video này mà like video, đăng ký kênh là những người rất thông minh các bạn nhé. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video, xin quý vị qua hãy like video và đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Trong người bán, vạn người mua, hơn thua nhau là ở cái chất lượng. Những sản phẩm tốt thì không bao giờ có giá rẻ, những sản phẩm giá rẻ thì chưa chắc đã tốt. Vừa rẻ mà lại vừa tốt thì không bao giờ có đâu nha mọi người. Quý vị và các bạn nào mà muốn mua được sản phẩm tốt thì đừng vội quan tâm đến giá cả, mà hãy quan tâm đến chất lượng của sản phẩm đó như thế nào đã. Một điều đặc biệt là khoa học đã chứng minh, những người thường hát một mình trong nhà vệ sinh thì là những người rất là vui vẻ và yêu đời. Những người đang xem video mà like video, đăng ký kênh là những người rất là thông minh. Vì vậy mà quý vị và các bạn đang theo dõi video thì xin hãy like video, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên từ kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều.